Có ai giúp tôi không vậy? Nè, coi vậy mà ngủ phút ngoài. Đừng ngoan có ăn nha, có vi khuẩn đó. Để xuống đi, lấy đồ đũa khác ra ăn, an toàn hơn nhiều. Để em lấy. Chuyện gì vậy? Hả? Nào là vi khuẩn, nào là lấy đũa khác là sao? Chuyện gì hả? Chuyện gì hả? Bản thân chú hiểu rõ nhất mà. Chú thích ăn gà mà. Hôm nay tôi cố tình làm cho chú ăn đó. Nhưng mà lúc chú ăn gà, chú hãy suy nghĩ kỹ, nhớ lấy ba chữ. Ba chữ gì nữa? Bệnh si đa đó. Nè, mấy người càng nói càng quá đáng, nó nghe bệnh si đa gì? Quá hả? Đáng? Quá đáng hơn chú hay sao hả? Tôi cứ tưởng chú là người đàng hoàng đúng đắn, ai ngờ lòng lang dạ sói. Chú thích quậy thì đi chỗ khác mà quậy. Tại sao phải ăn ở đây rồi ở đây luôn? Cái gì ở đây rồi ở đây luôn là sao? Quậy hồi nào? Hồi nào hả? Chị Giang nói với tôi cũng không có tin. Chú biến ra đến nỗi mặc cái quần sọt ha, mang đôi dép đi qua nhà kế bên là đến rồi. Ờ, à, thì ra mọi người tưởng tôi và cô Thẩm ở nhà đối diện. Mọi người tưởng cô ấy làm nghề đó hả? Lầm rồi. Người ta có nghề nghiệp đàng hoàng mà. Người ta làm nghề chỉ đạo nghệ thuật đàng hoàng ha. Đó, không ngờ mọi người lại nghĩ tôi vậy. Tuy Trần tiểu sinh này không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng mà tôi cũng là một nhân viên cảnh sát, biết giữ quy tắc và có nghề nghiệp ổn định. Vậy mà mọi người lại nghĩ tôi là đi tìm nhất lầu nhất phụng. Tôi là hạng người vậy hả? Tôi quá thất vọng với mọi người rồi. Ờ thôi không có gì đâu, chú sinh không phải hạng người vậy mà ha. Chú thích ăn gà phải không nè? Tự nhiên ăn không đi. Ăn gà, không ăn gà nha. Suốt đời này tôi sẽ bị ám ảnh vì gà đó. Vừa mới bị người ta tát xong lại bị mọi người trách móc nữa, ăn sao nổi. Mọi người ăn đi, ăn cho đã luôn đi, tôi nói chuyện với anh hai. Ờ sinh à, chú sinh. Anh hai ơi, tội em quá anh hai ơi. Anh ăn cách tươi à? Em có mua chè nè. Không cần đâu, cảm ơn. Em cố tình mua cho anh đó, chè sen nấu với hạt đào. Chỗ bán chè sen nấu với hạt đào ngon nhất là ở tiệm Hồng Ký. Còn mấy tiệm khác làm ơn dẹp qua bên đi. Về việc ăn uống á, tôi đòi hỏi cao lắm. Không phải là hạng thấy gì ăn nấy đâu. Nè đừng giận, em có lỗi đó được không? Có phải hồi nãy em đánh anh đau lắm không? Không, không, không đau, không đau chút nào. Nhưng như cảnh sát mà một hai tát vẫn chịu được. Khổ nổi giờ không phải đau thể xác mà là đau, đau như cắt vậy nè. Tôi đau chút giận, cắt giận. Vậy đó hả? Chút giận mà được không? Người khác hiểu lầm anh. Anh chỉ coi nó bị điên, không có gì hết á. Khổ nổi mối quan hệ giữa anh và em mà em cũng hiểu lầm. Em đã làm nhục trí tuệ của anh rồi, làm nhục tôn nghiêm của anh, làm nhục nghề nghiệp của anh luôn. Đừng giận. Anh biết, anh kêu em dọn đến đây ở, nên em tưởng là anh có ý đồ gì với em chứ gì. Được, để chứng minh nhân cách cao thượng của anh, bắt đầu từ hôm nay, anh và em phải đối đãi với nhau tử tế. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng không bước vào phòng của em nửa bước. Ngược lại, khi em bước ra phòng khách, làm ơn ăn bận đàng hoàng, đừng có bận đồ ngủ ra, biết chưa? Giống như em nói vậy đó. Anh chỉ cho em thuê căn phòng ở đây thôi. Chúng ta chỉ ở chung một nhà thôi. Nếu để người ta hiểu lầm là không tốt cho lắm đâu. Ngăn cách cho nó an toàn. Nga, chú Sanh vẫn còn giận em hả? Anh giận lắm đó. Sáng giờ cũng nói với em câu nào hết á. Sao kỳ cục vậy? Xin chào người đẹp. Ăn sáng hả? Bên này, bên này nè. Thôi khỏi, tôi ngồi đây được rồi. Chào. Chào sao đúng lúc vậy? Chào này tôi đẩy. Cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi. Hello. Có phải anh sợ bạn gái anh hiểu lầm không? Tôi ngồi chỗ khác nha. Không sao đâu, ngồi đi. Chúng tôi đang chiến tranh lạnh. Tại sao vậy? Không phải tại tôi chứ. Có những người á, cổ hủ lắm. Thật ra có chuyện gì vậy, anh nói cho tôi nghe đi. Được thôi,
Cô nói á, cô làm nghề và cô nói tôi á là khách chơi. Cô nghĩ cô giận không? Sao lại như vậy nè, chứ? Sao vậy? Sao kỳ quá vậy? Nhưng nói gì thì nói á, nhìn mặt anh cũng giống khách chơi lắm đó. Sau này có dịp tôi sẽ mời anh tới góp vui nha. Người ta nói làm nghề đó mà cô vẫn cười vui vẻ vậy, cô hạng người gì vậy không biết? Hiểu lầm thôi mà. Anh biết không, bộ phim mà tôi đang đóng nội dung có liên quan tới cấp 3. Tôi phải đi tìm bao cao su khắp nơi, ai cũng cười tôi, cho nên tôi quen rồi. Cô quen chứ tôi đâu có quen. Hả? Khi không bị bạn gái mình nói là khách chơi quê gì. Trời ơi, đàn ông con trai đừng có nhỏ mọn quá mà. Sẽ dĩ bạn gái anh giận dữ cũng chỉ vì lo cho anh thôi. Không sao đâu, để tôi giải thích giùm cho anh nha. Hello, chào hai chị. Có gì chị dạy? À, cảm ơn. À, cô làm chỉ đạo nghệ thuật. Tên cô là Tấm Kiều. Tôi tên Chu Tuấn Nga. Chào chị, chào chị. Chị có thể đổi chỗ cho tôi không? Lát nữa tôi có người bạn tới đây. Đổi chỗ à? Được chứ, sao không? Qua bên đó. Cô ngồi đi, tự nhiên. Ngồi kế được không? Đương nhiên là được rồi. Chú Xanh đâu phải là hạng người nhỏ mọn. Để chị làm hai ly nước cho tụi em nha. Toan à, hai ly quyên ương. Đây đừng giận. Tắt lại em một cái đi, chịu chưa? Ừ, tắt đi. Đưa cái mũi thấy ghét ra đây. Tự động đẩy vô. Đau quá. Tôi nói cô gái này không phải làm nghề đó đâu. Nếu làm nghề đó hả thì uổng quá. Nè, cô không làm nghề này mới uổng đó nghe. Đi đâu rồi? Sếp à, sếp chuyện gì vậy? Trời ơi, chuyện gì? Mấy sếp làm ơn làm phước đi. Con của tôi bị lạc mất tiêu rồi. Trời ơi, bây giờ làm sao đây madam? Bây giờ vẫn chưa tìm được con tôi, phải làm sao đây? Sao rồi chú Văn? Vẫn chưa có tin tức. Madam, vừa rồi có người dân nói là nhìn thấy người đàn bà dắt theo đứa nhỏ ở công viên. Trời ơi, madam, con của tôi ở kia kìa. Cảnh sát đi. Đừng, đừng, à, đừng làm anh sợ. Đừng nổ súng bà, đừng nổ súng. Bà bình tĩnh lại đi, bỏ con dao xuống. Chúng tôi sẽ không tổn hại bà đâu. Bỏ dao xuống đi. Quang Âm Bồ Tát, Quang Âm Bồ Tát à, bà đừng có dùng sấm sét đừng vả con nha. Con không dám nữa. Sau này con sẽ không dám nữa đâu. Không dám nữa, không dám nữa, không dám. Mơ. Má làm gì vậy? Không dám, không dám. Má sao vậy? Không má dám. Bà hỏi nè. Anh là ai? À, anh đến đây báo án. Hồi nãy á, má tính gọt cam cho thằng nhỏ nó ăn. Ai ngờ á, Quan Âm Bồ Tát lại xuất hiện đó. Ê, trời ơi, chắc là Quan Âm Bồ Tát không thích má sát sanh. Không phải đâu má. 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 Quan Âm Bồ Tát, sau này á, con không sát sanh nữa. Không dám nữa. Con nhíu lỗ tai. Không dám rồi, nữa. Không dám, không dám. Má anh bắt cóc cả. Má đâm à. Chỉ là sự hiểu lầm thôi. Vừa rồi chúng tôi đi ngang qua đây, thấy thằng nhỏ bị lạc đường, nhưng lại tìm không được ba má nó, cho nên tôi kêu má tôi coi chừng thằng nhỏ, còn tôi đi báo cảnh sát. Madam không tin hỏi hai sếp này nè. Dạ phải đó madam. Được rồi. Được rồi, được rồi. Quang Âm Bồ Tát để trách làm bà. Con đứng lên đi. Đứng lên. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tuy là tinh thần của má tôi có vấn đề, nhưng má tôi rất hiền lành. Thường ngày nhìn thấy chó quang hay là mèo quang gì, má đều cho chúng ăn. Chưa hết nha, má tôi rất thích trẻ con, đối xử với chúng rất tốt. Sao má anh bị như vậy chứ? Vào mấy năm trước, má tôi nghe theo bạn bè chơi cổ phiếu. Ai ngờ bị thua hết số tiền vất vả dành dụm được. Cú sốc lớn quá, cho nên má tôi mới ra nông nổi như ngày hôm nay. Hèn chi lần trước có công ty tiền tệ bị dẹp tiệm, má anh lại tới đó phá rối, còn làm cho bình bẩy với đồng nghiệp tôi hôi rình nữa. Xin lỗi nghe, hôm đó tôi bận đi làm, sau sự việc đó tôi mới biết. Tôi thay mặt má tôi xin lỗi cô. Không sao đâu, bản thân bà ấy cũng đâu có muốn. Cảm ơn madam, cảm ơn nhiều. Thôi được, không có gì nữa. Sau này anh nhớ có chuyện bác đàng hoàng đó. Cảm ơn madam. Về vụ án lần trước, bên điều tra chất độ đã có kết quả rồi. Bom thư đó thiết kế rất tinh xảo, có lẽ là do người chuyên nghiệp chế tạo. Chúng ta sẽ theo hướng này để điều tra. Nhưng theo tôi được biết, nghề có thể tiếp xúc với chất nổ chỉ có hai. Thứ nhất là công trường, hai là đóng phim, phụ trách mấy cảnh cháy nổ đặc kỹ. Ok, lão Quân, anh và anh Khang phụ trách điều tra những nơi xin mua chất nổ khắp Hồng Kông. Yes sir, yes sir. Đỉnh gia, anh và trụ qua phụ trách điều tra chất nổ mà công trường và điện ảnh đã sử dụng. Yes sir.
Sếp à, chất nổ tôi sử dụng có ghi rõ ràng, mua bao nhiêu xài bấy nhiêu đều có ghi lại hết mà. Nè, là tôi quay xong cảnh này rồi, tôi sẽ đưa qua đâu cho sếp coi. Anh suy nghĩ kỹ đi, có khi nào bị mất hay là bị người ta ăn cắp không vậy? Tất nhiên là không rồi, tôi quản lý kỹ lắm. Nè, ở đây người qua kể lại rất là đông đảo, có khi nào bị người ta ăn cắp mạnh không biết không? Không thể nào như vậy đâu, trước giờ làm việc tôi đều rất cẩn thận. À, phải rồi, cô Thẩm à. Lê chất nổ. À, phải rồi, nè, sếp à, cô Thẩm là người chỉ đạo nghệ thuật trong bộ phim này. Nè cô Thẩm, phiền cô nói cho hai sếp này biết chất nổ của tôi xử lý như thế nào đi. Lê chất nổ rất là cẩn thận đồ nghề của mình. Anh đi đến đâu thì đồ nghề đem theo đến đó. Cũng như lần trước anh bị đau bụng, có người đòi coi đồ nghề giùm cho ảnh, ảnh cũng đâu có chịu đâu, thà đem luôn vô toilet. Sếp à, sếp tin chưa? À, Bảo, đem xuống lầu cụ tới rồi hả? Rồi. Thôi được, không phiền hai người nữa, cảm ơn, cảm ơn. Bye bye. Có gì đâu, bye bye. Bye bye. Nè, coi như không phải anh, nhưng mà anh có biết không? Nè, không biết cảnh sát điều tra chất nổ làm gì? Không biết nữa, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Được rồi, có gì tôi gọi cho anh mà. Thôi, vậy đi. Chế tác Trương. À, chào Thẩm Kiều. Ủa, súng đạo cụ có rồi hả? Ơi, thiệt ngại quá, lúc nào cũng làm phiền cô. Thật ra đâu có liên quan đến khâu chỉ đạo nghệ thuật. Không sao đâu, chúng ta chỉ vì bộ phim thôi. Biết là anh Bảo cũng làm quen rồi. À, anh Bảo à, phiền anh đem mấy cái súng này đưa cho anh em bên đạo cụ. Họ sẽ đưa hóa đơn cho anh ký. Hả? À, được, bên đó phải không? À, cảm ơn nha. Tới đó anh sẽ gặp. Nè Thẩm Kiều, về chuyện lần trước cô suy nghĩ làm sao rồi? Tôi đang làm chỉ đạo nghệ thuật, ông chủ nói mời tôi làm đạo diễn, không biết có thật hay không. Yên tâm đi, ông chủ này muốn quay phim thật mà. Ba của ảnh là Đổng Chứng Anh ở công ty đầu tư anh Đạt. Hay là tôi hẹn ảnh giùm cô, bộ phim này mà được thuận lợi tôi cũng có việc mà làm. Quyết định vậy đi. Thế được. Anh Quang, 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 anh. Tôi đưa cô Thẩm đến bàn chuyện quay phim với anh nè. Chào anh Quang. À, ngồi nè, ngồi. Cứ tự nhiên đi. Nè, qua bên này ngồi đi. Được rồi, được rồi. Cảm ơn, cảm ơn. À, cảm ơn. À, anh Quang à, về chuyện của bộ phim á, tôi... À, chuyện của bộ phim không thành vấn đề. Mấy chuyện đó hai lát nữa chúng ta hãy nói. Nè, tôi vừa mới được làm quen với cô, còn phải chơi lát xí ngầu với tôi đó. Được thôi. Nè. À, uống đi, uống đi. Cô trước đi. Ba con sáu. Ba con sáu gì vậy sao? Tôi không có. Vậy mà cũng thắng được nữa hả? Bày bắn thôi, bày bắn cô thôi. Cô thua rồi á, cô Thẩm mà, mời cô. Hay quá, hay quá. Cô Thẩm, tới lượt tôi, nè. Tướng dở lắm. Sao kỳ vậy cô Thẩm? Ảnh rủ cô chơi còn tôi thì không. Có phải cô chơi tôi địa vị thấp không? Hả? Không phải đâu. Không phải thì chơi tiếp đi. Nè. Anh chơi dở lắm, tôi thắng ảnh hoài à. Phải đó. Cô chơi đi. Được thôi. Nè, khui đi, khui đi, khui đi. Ôi, ôi. Nè, nát đi. Rồi, thua nữa rồi, thua nữa rồi. Uống đi, uống đi, uống đi mà. Uống luôn ly này đi. Uống hết luôn đi. Hay, hay. Uống. Không chơi nữa đâu, tôi không chơi. Chơi một dáng nữa đi mà. Không chơi nữa. Cô Thẩm mà. Cô Thẩm. Hân hạnh, hân hạnh. Xuống đi. Tới rồi. Tới nhà rồi hả? Đừng đó, xuống xe đi. Đi. Sao anh đưa tôi tới đây vậy? Ở đây vắng vẻ lắm, không có ai biết đâu. Đi thôi. Anh tôn trọng tôi một chút đi. Mắc cỡ gì nữa, muốn đóng phim thì phải trả giá thôi. Đi đi. Anh tìm lầm người rồi, Đổng Chánh Quang. Nè, cô tưởng cô là ngọc nữ hả? Cô tới chỉ để vui vẻ với tôi thôi. Nè, vậy mà muốn đóng phim sao? Thời buổi khó khăn, cô tới vũ trường làm gái cũng không ai thèm đâu. Lê Tiện. Đánh tôi hả? Cô đứng lại đó. Buông tôi ra, buông tôi ra. Bao trở vô. Anh đi rồi hay sao? Bao trở vô, bao trở vô, bao trở vô. Đi đi. Nè, có chuyện gì vậy? Hai người làm trò gì vậy? Chậm gì nha, tăng ca rồi hả? Tăng ca rồi.
Trời, nước bên tôi cứ hết hoài à. Qua đây rót thiệt ngại quá. À, cứ rót đi mà. Và nước uống à? Đó. Nước này mát lắm á. Dạ phải. Hai người không truy cứu chuyện này nữa phải không? Trời tốt thì sợ vô cô thì sợ bà chàng, phải không sếp? Nè anh Đậu, mong anh sau này kiểm điểm một chút. Ở đây có biên bản phạt anh vượt đèn đỏ nè. Nhưng thứ anh làm bể anh phải đền. Còn đền sau thì nè, hai bên tự giải quyết đi. Chuyện gì vậy? À, có anh em nhìn thấy hắn và cô gái này đang tranh cãi ở khách sạn đó. Thật sao? Vậy chuyện gì? Thì tiền bạc không sòng phẳng, nhưng lời khai thì không phải vậy. Mấy chuyện này thường hay xảy ra lắm. Không phiền gì nữa. À, cảm ơn nha. Có thật không đó? Vì bộ phim mà cổ lên giường với tên công tử bột. Ừ, em cũng biết. Có đồng nghiệp nói vậy đó. Anh thì không tin đâu. Nếu cổ là hạng người như vậy thì đâu đến nỗi phải đến sở cảnh sát. Có khi nào đúng như lời khai đã nói tên công tử bột đó cưỡng ép cổ không? Dù sao chuyện này á cũng là chuyện riêng. Em cũng muốn đóng mò đâu. Nhưng mà nói thiệt nha, từ ngày mà em quen biết cổ tới nay á đều có chuyện không tốt. Em thấy cổ không được đàng hoàng đâu. Tại em có thành kiến thôi. Theo anh cổ không phải đâu. Ngon quá. Ngon quá. Em nêm thiệt là ngon. Trời, anh ta ăn thiệt á. Em sẽ bất cho anh nè. Mất công lát nữa nó không no nữa. Ngoan quá ha. Ngày mai anh đưa em đi ăn món này luôn. Ăn món gì? Hắc khuẩn. Là gì vậy? Hắc khuẩn á, có từ nước Pháp. Nguyên tên của nó là hắc tùng lộ khuẩn. Tùng á, của chữ tùng thử, chữ tùng á, lộ kim lộ chữ lộ. Nói cho em biết kìa, loại hắc khuẩn này sinh trưởng ở dưới đất. Dưới đất á, em biết khó tìm lắm nghe. Cho dù tìm được á, cũng chưa chắc là ăn được. Phải nói đến mùa nữa. Em nghĩ cô có quý không? Quý tới vậy à? Không chỉ quý đâu, mà ở Hồng Kông á, ít có chỗ nào bán lắm. Phải đặt trước. Anh dám chắc em ăn rồi sẽ khen ngon. Ừ, nè, vậy tiền có mắc không? Trời ơi, có nhiều đâu. Anh quen biết với giám đốc tiệm ăn đó, được giảm giá mà. Anh Trần thật là biết hưởng thụ nha. Sáng sớm đã gọi cho giám đốc Dương đặt trước rồi. Tất nhiên rồi. Bây giờ khách muốn gọi cũng hết rồi. Vậy sao? Cảm ơn anh cho xin 3,340 đồng. Cha, 3,000 mấy? Họ ăn gì vậy? Ăn gì á? Cũng giống như hai vị đã đặt trước hai dĩa hắc khuẩn thôi. Ở chỗ khác 4,000 mấy cũng chưa ăn được. Nhưng bây giờ chúng tôi có giá khuyến mãi để tiếp đãi khách quen như hai vị đó. Cảm ơn. Không phiền hai vị nữa. Cảm ơn. Anh xấu lắm đó. Hèn chi hỏi hoài anh cũng nói với tiền cho em biết à. Em không nghe hả? Chỗ khác 4,000 mấy vẫn không ăn được. Em không biết đâu, nó ngon lắm. Ăn thử lần đi. Nè, dù sao cũng chưa bưng ra, hay là đổi món khác đi hả? Đâu có được. Người ta cố tình để dành hai dĩa cho chúng ta. Anh đổi món khác. Lấy loại này có phải không? Anh khui luôn. Ủa, anh sao vậy nghe? Có chuyện gì? Em đau bụng quá. Sao tự nhiên đau bụng? Phải đó. Em uống miếng nước đi. Không được. Có phải đau bụng không quá được, không? Trời, đau tới nỗi nhức đầu luôn nè. Trời. Uống thuốc gì á? Uống thuốc gì cũng không khỏi đâu. Phải đi bác sĩ mới được á. Bộ đau lắm hả? Đau lắm. Rồi. Đi. Đi bác sĩ. Trời, đưa em đi nhanh lên. Vậy hả? Để tôi phụ tay nha. Cảm ơn. Đau bụng quá. Nhanh lên. Anh mở cửa xe giùm tôi đi. Trời ơi, chóng mặt quá. Ráng chịu đựng chút đi. Đau bụng quá. Ôi da, đau quá. Cảm ơn nha, tôi đưa cổ đi bệnh viện. Cẩn thận chút nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Anh ráng chịu đựng nha. Đau rồi. Thì ra em làm bộ hả? Như là tốt rồi. Em tiết kiệm giùm anh 3,000 mấy lần đó. Em muốn làm anh mất mặt sao? Mai mốt anh khỏi phải đến đây ăn nữa, phải không? Không đến thì không đến. Mấy tiệm ăn cao cấp này á, không đến cũng đâu có tổn thất gì. Giả lại á, 3,000 mấy có thể đãi được một bàn nữa kìa. Sao em lại có thể gộp chung lại như vậy được? Sao biết nữa thể? Nè anh nghĩ đi, 3,000 mấy á, ăn bữa cơm. Ăn rồi suốt đời em không được yên đâu. Hơn nữa đó, thời buổi này đang khó khăn, biết bao nhiêu người không có cơm ăn. Anh ăn như vậy á, tội lắm đó. Biết chưa? Đi. Chưa ăn gì sao đi? Lát nữa em phải làm cả đêm. Mình tới xin ký ăn đi được không? Lại xin ký nữa hả? Thôi mà em. Anh Trần à, bạn gái của anh không sao chứ? Cổ không sao. Bác sĩ nói về nhà nghỉ ngơi sẽ khỏi. Vậy em tự nhiên nha anh Trần. Được. Ủa cô Thẩm, đã lấy đủ chưa? Đủ rồi, cảm ơn anh. Bye bye. Nè, sao có duyên quá vậy? Có duyên quá, hẹn bạn đến ăn cơm à? Không phải đâu, đến mừng dùng cụ ăn về làm đạo cụ thôi mà. Chà, món hắc khuẩn thơm quá. Cô cũng biết hưởng thụ ghê, biết đây là hắc khuẩn nữa. Anh thì sướng rồi, một mình ăn hai dĩa. Nhưng ăn một mình khó mập lắm. Nếu như cô không ngại, ngồi xuống ăn với tôi. Vậy tôi không khách sáo đâu. Ngồi đi.
Lâu rồi chưa được ăn bữa tối nào ngon như vậy hết. Cảm ơn nhiều. Có cái gì đâu, dù sao một mình tôi cũng đâu thể nào ăn hết hai dĩa. Đáng tiếc bạn gái anh không có đi ăn với anh. Nói gì thì nói, anh cũng xảo quyệt quá, lén lút quay trở lại. Dù sao tôi cũng đã đặt hai dĩa rồi, bỏ uổng lắm. Mai mà gặp được cô, những món quý như vậy nè, phải ăn với người biết hưởng thụ, rồi uống ly rượu chát, vừa trò chuyện vừa hưởng thụ, vậy mới không lãng phí món ăn chứ. Anh nói cũng đúng lắm. Bởi vậy tôi thường hay nói, muốn tìm một người chung sở thích với mình thì... Vậy bây giờ cô tìm được chưa? Tìm được rồi. Càng ly. Càng ly. Tôi đã ăn bữa cơm tối mắc như vậy, để tôi đẩy anh uống nước nha. Không được từ chối đó. Tôi phải trả lời mấy cái gì? Thank you. Hay, hay quá. Hay quá, hay quá. Hay quá, hay quá. Hay quá, hay quá. Hay quá. Hello. Làm nghề gì vậy? Tôi làm cảnh sát. Đâu có giống đâu. Vậy sao? Cậu quen với Kiều bao lâu rồi? Cũng không lâu lắm. Mà sao anh hỏi vậy? Cậu có biết giữa tôi và Kiều có quan hệ gì không? Sao cậu lại dám theo nó tới đây? Có phải là ông hiểu lầm gì về tụi tôi không? Hiểu lầm gì vậy? Ồ, con vẫn khỏe chứ? Khỏe lắm. Hãy nói cho cậu ấy biết chúng ta có quan hệ gì. Đây là chú Roy, ba nuôi của tôi đó. Ồ, xin chào ba nuôi. Ê, đừng có gọi theo sớm quá. Con gái tôi nhiều người đeo đuổi lắm. Cậu phải hạ gục hết đối thủ rồi hẳn tới. Ba đừng có nói giỡn hoài, nói bậy bạ không. Được, 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 ba không nói, ba không nói nữa. Tôi chỉ nói chơi với cậu thôi. Thật là ngại quá, ba của tôi thích nói đùa. Không sao đâu, thú vị lắm. Sao cô lại gọi ổng là ba nuôi? Tôi lớn lên từ viện cô nhi, chính ổng đã nhận nuôi tôi. Sở dĩ tôi có ngày hôm nay cũng nhờ có chú Roy cho tôi ra nước ngoài học. Cho nên bao giờ tôi cũng rất kính trọng và biết ơn ông ấy. Cũng đúng, tuy rằng chú Roy đã giúp cô, nhưng mà mười mấy tuổi cô đã vừa học vừa làm rồi, có được ngày hôm nay cũng đâu có phải đơn giản đâu, phải không? Có lẽ từ nhỏ đã là cô nhi, cho nên tôi biết mình muốn gì thì phải tự nhờ vào mình. Từ từ đã rèn luyện được cá tính cứng rắn và tự lập. Cảm giác bây giờ mà cô cho tôi so với lần đầu gặp cô thật là khác xa nhau lắm. Thì phải rồi, lúc đó anh coi tôi là người ở nhất lầu nhất phụng mà. Xin lỗi nghe. Có gì phải xin lỗi, nói chơi thôi. Nhưng tôi cũng không hiểu, mấy cô gái nước ngoài ăn mặn như vậy cũng không có hề gì. Nhưng mà ở đây thì khác nha. Cô gái nào mà hút thuốc hay là mặc sexy một chút á, thì người ta liền dùng ánh mắt rất là kỳ lạ để nhìn vào họ. Anh biết không, mấy bà tám ở chung cư mình hay nói xấu tôi lắm. Tại tôi giả bộ không biết đó thôi. Nhiều lúc tư tưởng của người mình hơi bảo thủ với lại kín đáo một chút à, nhưng mà họ không có ý xấu đâu, cô đừng để trong lòng. Xin lỗi nha, tôi không có ý nói chị hai hay bạn gái của anh. Anh cũng biết tánh tôi rồi, có sao thì tôi nói vậy, chứ tôi không có bận tâm điều gì hết. Tôi hiểu chứ. Nhưng mà tôi nói thật, quen cô lâu rồi tôi bắt đầu thấy mến cô và khâm phục cô đó. Thật sao? Cảm ơn. Mọi người cũng về hết rồi, khuya quá. Thôi ngày mai tôi còn phải đi làm, chúng ta về. Tôi muốn ở lại một chút, anh về trước đi. Được thôi, tôi về nghe. Bye bye. Bye bye. Rồi tự nhiên nha, tôi xin phép nha. Tự nhiên. Sao rồi? Có thật là cậu ta có bạn gái rồi không? Cũng có nghĩa là cậu ta không phải dặn ghẹo nguyệt trêu qua phải không vậy? Hồi nãy con đã nói rồi, lúc ăn cơm con mới gặp ảnh thôi mà. Vậy thì bỏ qua. Nếu cậu ta có bạn gái rồi mà còn đeo đuổi con á, thì con hãy suy nghĩ lại. Có sao đâu, ngày nào chị đám cưới chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy tức là nếu cậu ta đeo đuổi con á, thì con có thể chấp nhận phải không? Để coi ảnh có biết điều hay không. Nếu ảnh làm cho con vui, sao lại từ chối được? Coi bộ con cũng có cảm tình tốt với cậu ta. Con người của anh cũng tốt lắm. Giới trẻ ngày nay, hãy chơi đám cưới thì vẫn có quyền chọn lựa mà. Nhưng trước mắt, chị vẫn coi anh là bạn bè bình thường thôi. Xác định, tôi và Khang đã đi điều tra nhiều công trường, vẫn không có gì khả nghi. Định gia, bên phía anh điều tra tới đâu rồi? Tôi đã điều tra chuyên gia chế tạo vũ khí đạn dược nổi tiếng ở Hồng Kông. Tạm thời chưa có tài liệu gì cả. Vì mặt chất nổ, chúng ta không điều tra được gì thì nên chuyển sang góc độ khác để điều tra.
tôi đã điều tra tài liệu trước đây của Động Chân Anh. Trước giờ ông ta mở công ty kinh doanh đúng theo pháp luật, càng làm càng lớn, vậy sao chị giấu mặt chỉ đạo? Bà cùng hay tới công ty tiền tệ quấy rối, cũng từng là một trong những khách hàng của ông. À, sếp Trinh à, tôi hiểu ý của sếp rồi. Nhưng mà Động Chân Anh đã từng mở bao nhiêu công ty, khách hàng của ông lên đến hàng chục ngàn. Nếu người nào cũng điều tra, tôi sợ sẽ không điều tra được đâu à. Không cần phải điều tra hết đâu. Mọi người hãy coi lại số tài liệu mà mấy hôm nay điều tra được, coi có người nào đã từng là khách hàng của Động Chân Anh. Nếu có người đó, chính là người chúng ta cần tìm. Chị Xuôi à, hả? Phải rút tiền lại thật hả? Trời ơi, tôi nghe thằng Phong nói á, công ty anh Đạt không đáng tin cậy đâu. Lấy lại chắc ăn hơn. Nhưng mà vậy, Tứ Hỷ đang làm gì ở công ty này mà? Có chuyện gì á, nó nhất định biết trước, hay là tìm nó để hỏi đi. Ờ, cũng được, cũng được. Ờ, để tôi tìm nó. Tiền chất tài khoản của tôi sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? Hãy đó, chúng tôi rút tiền lại đi. Tôi rút tiền lại đi mà. Nè mọi người hãy đợi một chút để giám đốc chúng tôi kiểm tra xong sẽ cho mọi người biết. Tứ Hỷ sao rồi nè, sao lại như vậy chứ, sao kỳ cục vậy? Trời sáng nay có tính gọi cho má rồi. Tứ Hỷ à, có phải công ty này có chuyện không ổn mấy công vậy? Phải đó, con nghĩ chắc là phải đó. Hôm nay có nhiều khách hàng đến đòi rút tiền lại lắm. Trời ơi, giám đốc của con đâu rồi? Cứ ổng ra đây đi. Má có chuyện muốn hỏi ổng mà. Vừa mới vào phòng ông chủ, con định lát nữa ổng ra con sẽ hỏi ổng. Chết rồi, chết rồi. Ai cũng đòi rút tiền lại sao được. Thôi vậy, anh hãy nghĩ cách nói với họ, hay là làm lại sổ sách nói là bị lộ hết rồi. Anh Động à, chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Biết làm cách nào, thời buổi khó khăn làm gì cũng thua lỗ, lỗ chút đỉnh cũng phải chịu thôi. Anh Động, tôi biết phải làm sao rồi, tôi ra ngoài nha. Đi đi. Sao cũng không chịu thì làm sao có thể đóng được vai chính trong phim của tôi? Thì đó, muốn làm thì phải chịu thôi. Thôi cứ vậy đi. Lại cô gái nữa hả? Đâu phải, đóng phim thôi mà. Thầy bà nói con ăn không ngồi rồi hoài nên con mới kiếm việc làm. Thời buổi này mày đặt đóng phim nữa. Muốn cua nữ diễn viên hả? Không phải đâu ba. Thời buổi khó khăn cách mấy vẫn kiếm ra tiền. Giống như gần đây thị trường cổ phiếu tuột dữ quá mà ba vẫn kiếm được tiền. Có chết chỉ là mấy bà thím và mấy đứa ngu ngốc mà thôi. Người ta nói cha nào con nấy mà. Bà tin con đi, con làm được đó. Tin con? Tạm tin đó. Nè, sao hôm nay rảnh rỗi đến thăm ba vậy? À không, tình cờ đi ngang đây nên ghé vô thăm ba. Mất công mà nói con biệt tâm biệt tích hoài. Có phải con đã kết nữ nhân viên ở công ty hả? Dĩ nhiên là không phải thôi. À, nói gì thì nói, ở công ty có một cô tên là Trần Tứ Hỷ, cô cũng được lắm đó ba. Thằng quỷ này, bà nói cho con biết, làm việc ở đây, ăn ở đây thì đừng có quậy ở đây. Ở ngoài con làm gì á, ba không cần biết. Lỗ hết vậy á hả? Rồi sao tôi đây là sổ ghi nợ đầu tư của các vị. Thiệt tình tài khoản đầu tư của các vị đã bị lỗ rồi. Không được các vị coi đi. Không thể nào, không thể nào. Lỗ nhanh quá vậy. Nói, bây giờ ông bố nói đó. Chẳng được chứ, phải không? Sao mà lỗ nhanh dữ vậy? Hay hôm trước nói lời cái chắc bây giờ nói lỗ hết rõ ràng gạt tôi rồi. Trời ơi, kỳ cục vậy. Tôi đi, im lặng đi nghe tôi nói nè. Tiền mấy người bị lỗ về đầu tư, cho dù khiếu nại ra tòa, chúng tôi vẫn đúng thôi. Tài khoản mọi người đều bị lỗ hơn số vốn. Chúng tôi có quyền đòi nợ cấp vị từ 20.000 đến 50.000 theo đúng pháp luật thôi. Tôi rất là thông cảm cho các vị, tạm thời không đòi số tiền này. Nếu các vị nhất quyết đòi rút tiền lại thì làm ơn thanh toán hết đi, hay là đợi thư của luật sư giùm tôi đi. Công ty này á là công ty lường gạt, công việc này có làm hay không cũng được, theo má về nhà. Phải đâu, phải đâu má, thiệt tình con. Má gì? Má. Đi, về, về lẹ. Không phải đâu, không phải đâu, không có gạt người ta đâu mà. Nè bà, bà. Chuyện gì? À, trước chạy danh tiếng của công ty chúng tôi rất là tốt, có phải có gì hiểu lầm không? Có gì mà hiểu lầm chứ, ai đầu tư ở công ty này cũng nói là bị lỗ, vậy không phải là lường gạt sao? Không thể nào, ai cũng bị lỗ, tài khoản của bà này đâu rồi, hả? Ờ, đợi chút nha cậu Quang. Bà Dương Nhĩ Muội. Dương Nhĩ Muội gì chứ? Bà không biết chữ sao? Dương Nhĩ Muội. Dương Nhĩ Muội. Nè, tài khoản này đâu phải của bà, đã lầm lẫn rồi. À, dạ 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 phải nè. Phải không đi? Nè, sự ý quá, mau kiểm tra lại giùm đi. Dạ. Mau lên. Dạ. À, dạ xin lỗi. À phải, theo tôi được biết á, đa số tài khoản đều mua cổ phiếu nước Mỹ, thị trường nước Mỹ bây giờ đang tăng lên. Không biết nào lại bị lỗ. Hả? Trời ơi, sao nói mà phải nói đó, chính là quá trời ông nói đó. À, hiểu lầm thôi. Tại mấy người đó tham quá, thắng rồi không biết dừng lại, mạo hiểm quá cho nên lỗ hết. À, đúng vậy đó. Tức là chúng ta không có bị đúng lỗ rồi. Đúng rồi đó. Bà,
Trước giờ cách nhìn của tôi đều không có lầm. Nếu hai bà tin tôi không rút tiền lại, tôi bảo đảm với bà nội trong một tháng tài khoản của bà sẽ lợi được 20%. Hả? 20%? Trời ơi, tới 20% nữa đúng đó. Nếu lỡ như bị lỗ thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trời ơi, dễ thì ngại quá. Bây giờ rồi đừng có lo lắng. 20%. Cảm ơn nha anh Động. Đừng có sáo, chúng ta đều là giới trẻ, kêu tên tôi là được rồi. À được. À phải, và cô ở đâu vậy? Thâm Thủy Bộ. À phải, thật là ngại quá, phiền anh đưa tôi về. Đừng nói vậy, thuận đường thôi mà. Thật ra cô đẹp như vậy, cô có nghĩ đi đóng phim không? Tôi được sao? Sắp tới đây tôi sẽ quay bộ phim mới, tính chọn một nữ vai chánh mới, cô có muốn thử không? Nhưng mà tôi không có biết gì hết. Khờ quá, cô rất thông minh, nhất định là được mà. Hay là chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống uống nước rồi nói đi. Được thôi. Mọi người xe cấp cứu tới đi. Vậy ông có thấy ai khả nghi không? Dạ không, tôi không thấy. Tứ Hỷ à, lúc xảy ra sự việc em đã nhìn thấy gì? Em không biết chuyện gì xảy ra nữa. Em chỉ biết miếng kính đột nhiên bị bể, sau đó anh Động bị chảy máu. Tứ Hỷ à, em suy nghĩ kỹ đi, có nhìn thấy người nào không? Không có, thiệt tình em không nhìn thấy ai hết. Ai da, ai... Con không sao chứ? Con không sao, nhưng mà không biết có bị quỷ dung nhan không? Con trai của tôi sao rồi? Chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng bây giờ chúng tôi phải đưa ảnh đến bệnh viện kiểm tra. Anh Thái, cùng thằng Quang đến bệnh viện. Dạ, anh Đậu. Đi đi, cẩn thận nha. Đi, đi. Quang, yên tâm đi. Nè, mấy người làm gì kiểu gì vậy? Những lần trước chưa giải quyết xong, lại đến chuyện con trai tôi. Ông Đậu, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra chuyện này. Đợi mới sắp điều tra hả? Bây giờ con trai tôi có gì hay không cũng chưa biết đó. Sắp trên. Tôi tìm được tờ giấy này ở góc đường chỗ cua quẹo đó. Động chứ anh, kẻ lừa gạt tiền tệ, nợ máu phải trả bằng máu, thiếu nợ phải trả tiền. Ông Động, coi ra vụ án này nhắm vào ông rồi. Phong, anh thấy rồi đó, mấy tờ báo của Hồng Kông tờ nào cũng nói chúng ta là sao? Sếp Hà, không phải chúng tôi không làm việc đâu, mà là Động chứ anh cố giấu chúng tôi không chịu nói gì hết, nên chúng tôi không tìm được manh mối. Tôi biết là anh khó xử lắm, nhưng anh phải nghĩ cho tình cảnh của tôi chứ. Sếp Hà, dĩ nhiên là tôi biết rồi. Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Bằng mọi giá tôi không muốn với báo chí phê bình chúng ta nữa. Mau chóng phá án đi. Yes sir. Hồ sơ trên tay của mọi người đều có ghi rõ. Viên bi sắt kiếm được ở hiện trường nhất định là do cây súng hơi bắn ra. Theo mức độ phá hoại và hoàn cảnh của hiện trường cho thấy, áp lực của cây súng này chắc chắn vượt quá 2 joule. Vậy cây súng này phạm pháp rồi? Cũng chưa chắc đâu. Luật pháp có quy định súng hơi dưới 2 joule không có bị hạn chế. Nhưng nếu vượt quá 2 joule, chỉ cần xin giấy phép thì cũng không phạm pháp đâu. Đúng rồi đó, cho nên tôi đề nghị mọi người đến sở cấp giấy phép để điều tra. Ngoài ra tiệm bán súng hơi và cải tiến súng hơi ở Hồng Kông cũng không nhiều, nhất định kiểm tra được, có thể điều tra theo hướng này. Cảm ơn sếp Trần. Cảm ơn. Đỉnh Gia, anh phụ trách phân phối công việc, tới sở cấp giấy phép và mấy tiệm bán súng hơi điều tra đi. Yes sir. Giải tán. Alo, Tâm Nguyên hả? Em có nấu canh sao? Anh còn nhiều việc lắm, anh sẽ cố gắng về sớm. Tam Nguyên nấu canh sẵn đợi con về uống, sướng vậy hả? Không biết có về kịp không nữa đây. Anh còn chưa về, không sao đâu, coi như là ăn tối đi, vậy là được rồi. Đương như là đói bụng lắm, không chịu đâu, con phải đợi ảnh về mới được. Anh về đây nè. Rồi hả? Xin lỗi nha, anh đã làm cho em thức giấc. Không phải đâu, em thức rồi mà. Hôm nay em mệt lắm à. Ai, hôm nay có nhiều chuyện quá, đi tới đi lui rã cả người ra luôn vậy đó. Vậy em ngủ một chút đi, anh hâm nóng thức ăn rồi kêu em dậy ăn. Thôi khỏi, được rồi, anh về tối như vậy còn mệt hơn em. Anh đi tắm đi, em sẽ hâm nóng đồ ăn cho anh. Em lấy gương soi đi, nhìn em còn mệt hơn anh gấp 10 lần đó. Đâu có, được rồi, anh đi tắm đi mà. Sếp à? Hả? Sếp thích cây súng nào? Để tôi giảm cho sếp 30%. Chúng tôi đeo súng bao nhiêu năm rồi, rảnh rỗi nghỉ ngơi còn hơn. Tội gì phải chơi thứ này nữa.
Vậy cũng phải. Ông chủ, photo xong rồi. À cảm ơn, anh làm việc đi. Dạ. Nè, đây là tài liệu mà gần đây tiệm của chúng tôi cải tiến súng hơi dùng khách, có ghi rõ hết. Cảm ơn nhiều nha. Nè, nếu có vấn đề gì tôi sẽ quay lại tìm anh. Anh nói tôi mua súng được giảm giá phải không? Được rồi. Cảm ơn nhiều nha. Đi thông thả nha. À, dạ. Bảo à. Dạ. Cất cuốn sổ giùm tôi đi. Tôi vô trọng kiểm tra hàng anh có tìm tôi nha. Dạ được. Alo, Châu Ký. Alo, anh Bảo hả? Thẩm Kiều đi. À, Kiều đó hả? Có chuyện gì? Súng đạo cụ mà tiệm của anh cho chúng tôi mượn dùng xong rồi. Tôi muốn hỏi chuyện nào anh rảnh tôi đem trả cho anh. Ờ, không cần. Ngày mai tôi đi giao hàng, tôi ghé vô lấy là được rồi. Vậy hả? Được thôi, ngày mai gặp nha. Bye bye. Ờ, được. Bye bye. Nè, anh à, làm ơn sơn đẹp một chút nha. Dạ, được rồi cô Thẩm. Nè anh à, ráng làm mau mau đi nha. Dạ rồi. Thẩm Kiều. Anh Bảo, anh đến lấy súng hả? À phải, ăn bánh không? Anh cách xáo quá, lần nào đến đây cũng mua bánh á. Tiện đường thôi, hộp bánh này á, tôi tặng cho cô. Dạ, nguyên hộp luôn hả, sao mà ăn hết đi. Nè, đem vô văn phòng chia cho anh Trương và mọi người cùng ăn đi. Anh Trương hả? Phải đó. Đem liệm thùng rác còn hơn. Tại sao vậy? Hắn đúng là kẻ xấu. Lần trước hắn hại cô bị tên công tử Bột xâm sở đó. Bỏ đi, thật ra anh Trương cũng chỉ muốn giúp tôi thôi. Anh đâu biết công tử Bột đó đưa tiền đến gì. Mấy hạng người xấu này, có quả báo rồi đó. Vô qua. Bây giờ cô thấy hả giận chưa? Chuyện đã qua rồi, tôi không nghĩ đến nữa. Mất công là mình không vui nữa phải không? Vậy cũng phải. Kiều à, cô vui vẻ trở lại rồi, chắc ngày mai có thể chơi trò chiến tranh được không? Đó. À phải, tôi có người bạn thích chơi súng hơi lắm. Rồi bạn tôi đến chơi luôn có được không? Được thôi. Nè Bảo, cô Thẩm bạn của anh sao đến giờ vẫn chưa tới vậy? Đợi lâu lắm rồi đó. Cô nói là có hẹn người bạn, chắc sắp tới rồi. Sắp tới? Trai hay gái vậy? Không biết nữa. Không biết. Nè, mới nhắc là tới rồi kìa. Hello. Hello, chào mọi hello. Người hello. Thật là ngại quá vì cái xe nên đến trễ. Để tôi giới thiệu với mấy anh. Đây là Trần Tiểu Sanh, anh Bảo. À, hello. Thật ngại quá đã đến trễ. Anh này là Harry. À, hello, thật ngại quá. Mấy cô. Hello, thật ngại quá. Đây, tôi giúp cho. Cảm ơn. Đồ hàng ha. Anh này, anh này, anh này, ui, 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 đủ rồi, bên anh thắng rồi. Trời ơi. Anh sao rồi? Trời ơi, tôi nghĩ chắc tôi sống không nổi. Người đó bạn cô hả? Xin lỗi nha, anh làm gì cũng nghiêm chỉnh lắm. Tôi thấy ảnh thương cô đó, anh bắn tôi như là bắn tình địch vậy. Anh đừng nói bậy mà. Bạn bè bình thường thôi, chắc ảnh biết anh là tay thiện xạ trong ngành cảnh sát, nên muốn thắng anh để hãnh diện thôi mà. Ánh mắt của ảnh đáng sợ quá. Anh đừng suy nghĩ lung tung, thật tình là ảnh tốt bụng lắm đó. Đã từng tuổi này rồi tôi chưa từng bao giờ bị bắn nhiều vậy, đau gì đâu. Tăng, Tăng. Ý cha, Tăng. Chà, trời ơi, đều là Tăng. À, Tăng. Con về nè. À Bảo à, nè con coi mới mua nhiều cổ phiếu lắm nè. Toàn là Tăng không à. Nè con coi, loại này cũng Tăng, loại kia cũng Tăng nữa. Chà. Ê, trời ơi, lỗ hết rồi. Trở thành tờ giấy trắng hết rồi, một xu cũng không còn nữa. Hả? Sao không đếm xỉa tới tao vậy? Nè Bảo. Bảo à. Nè, sao không lên tiếng vậy? Con nói đi chơi với con dâu tương lai mà hả? Cô có bạn trai rồi. Ê,
con gái Hồng Kông này á quý lắm, nhiều con trai đeo đuổi, huống chi á nó lại rất đẹp gái nữa phải không? Nè, con coi. Đó, đẹp kia chưa? Đẹp lắm. Đó, đẹp nè, đẹp 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 đẹp. Đó. Bảo à, con cố gắng lên. Dành con vợ trở lại đi để má được uống ly trà con dâu hả? Dạ, má. Con biết là anh ta không có gì đặc biệt đâu. Con không sợ anh ta. Mấy cái tên cặn bã, có tài có thế như Động Chấn Anh cũng không làm gì được con. Con không sợ ai hết á. Sau khi con trừng trị Động Chấn Anh rồi, con sẽ đưa con dâu về cho má. Con ngoan, cho má uống trà con dâu hả? Con ngoan nè, để má ra lò mớ cổ phiếu đó ha. Đi.